Galaxy S11 và Galaxy Fold 2 vào tháng 2 tới. Theo Ice Universe, nguồn tin dò dỉ về các thiết bị mới uy tín trên Twitter, loạt Galaxy S11 và cả chiếc smartphone màn hình gập Galaxy Fold 2 sẽ được ra mắt vào ngày 18 tháng 2 tới, trong một sự kiện của Samsung diễn ra tại San Francisco, Mỹ. Tuy nhiên, chưa có xác nhận nào của hãng smartphone lớn nhất thế giới về điều này. Theo thông lệ, Samsung thường ra mắt loạt flagship Galaxy S vào tháng 2 hàng năm. Trước thềm MWC, Galaxy S11 sẽ là bản nâng cấp từ Galaxy S10. Ngoài ra, Samsung sẽ giới thiệu thêm hai model mới khác là Galaxy S11e và Galaxy S11+. Samsung cũng có thể sẽ công bố chiếc smartphone màn hình gập kế nhiệm Galaxy Fold trong cùng sự kiện ra mắt Galaxy S11. Nhưng thông tin về Fold 2 đến thời điểm này vẫn còn rất ít. Việc ra mắt Galaxy Fold 2 vào ngày 18 tháng 2 cho phép Samsung giới thiệu sản phẩm mới này tại MWC 2020, điều Samsung đã làm vào đầu năm nay. Theo các thông tin dò dỉ, cả 3 model Galaxy S11 sẽ có thiết kế giống nhau với màn hình AMOLED cong với tốc độ làm mới 120Hz, màn hình đục lỗ với camera selfie nằm chính giữa, mô đun camera sau hình chữ nhật. Galaxy S11 và S11+ được cho là sẽ trang bị cảm biến 108MP mới cùng tính năng chụp ảnh hấp dẫn khác. Báo cáo gần đây cho biết Galaxy S11 dùng chip Snapdragon 865 sẽ được Samsung cung cấp tới nhiều thị trường hơn. Samsung có thể sẽ ra mắt phiên bản 4G và 5G của Galaxy S11 cho các thị trường khác nhau.